xin chào quý vị khán giả nha. Bữa nay tiếng đi săn ong đó quý vị. Tiếng cũng đã phát hiện ổ ong rồi. Nằm dưới đây nè. Gì dưới đây nè quý vị. Nằm tuốt trong cái cục ở bên trong á, vô đi, nằm tuốt bên trong á. Nhìn cái cục cơ gán không biết rồi. Cái cục sậy. Bữa bự làm đại vô đi. Ừ, cái nào quý vị sợ cái gì không sợ. Trời ơi, mặt quá trời vui đã ngập rồi. Được rồi, mặt gì mới im đó. Rồi okay. Còn mặt gì mới ngon đó. Ừ, quá rồi. Nào quý vị ơi. Sáng anh em mình đi gặp ổ này không là đủ tiền xăng này quý vị. Nó lụm rồi, nó lụm rồi, nó lụm rồi, cầm á, cầm á, cắt nhanh á. Chứ chứ khó ra. Nào cái sậy luôn trời. Nào quay, quay cái hết luôn. Cung cố cho nó gom đi. Nó lụm tiếng vít nè quý vị. Hơi khô trời. Nó khô rồi đó. Thấy không nào. Ôi nó làm cái nụ mập cái cỏ này nè mà nó khô nè. Nó không khô rồi no luôn. Bây giờ mới hiện ổ ong nào quý vị. Đó. Nằm ở trong cái tràm có ong vàng. Con này cũng về. Rồi nó gì nè. Rồi tiếng lấy nha cái gì. Để tiếng tắt điện thoại tiếng lấy cái. Nó hơi khô nó gì nè, hơi khô chân. Dè, dè không à. Rồi tiếng kết thúc clip nè, nào có tiếng quay nữa gì. Trời. Đi sáng giờ có hai ổ rồi, mua bánh bao ngồi ăn cái gì. Bánh bao đỡ đói vậy chứ. Điện này bắt không có ổ ăn cơm sườn nữa, tiền đâu đổ xăng về. Ăn quá trời ăn cái gì. Nè nè, cái bánh bao của tiếng này nè. Sáng giờ được nhiều đường tổ này cho lấy chấm bánh bao ăn gì vậy? Bánh bao đủ ngọt cho lấy chấm bánh bao ăn khô trời. Dạ rồi tiếng mời quý vị cô bác dùng bánh bao với tiếng nha. Ăn xong rồi chút xíu nó quằn nữa quý vị. Hồi tiếng kết thúc clip này khi nào tiếng chút tiếng quằn nữa có tiếng quay cái gì. Bắt được ổ ong cái gì. Cái ba trắng giả nhưng tiếng thấy tiếng thấy cái ba trắng giả nhưng tiếng dậy của anh. Tiếng quay vô cái gì cũng xem. Biết bự hay không biết. Trời. Hiện ở ông rồi. Nằm sát dưới đó. Vô đó.
Ông ông làm đơn sơ. Sáng giờ đi cũng vất vả quá, có mấy ổ gì vậy. Nay giờ cũng hiếm ông lắm. Không giấy chết nè. Ngay cái bụi Hugo cũng hơi khó thấy. Chuyện nhỏ nhỏ, chuyện lớn của hồi ta ra, ta nói ông ta nuôi nè. Ngay cái này ở nhà nè quý vị. Ngay nhà không dám nói chuyện lớn. Ngay cây Hugo cắt công dây cốc cốc đèn ở trong kìa, thấy không? Trong công dây, công dây ở trong, công dây 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 công dây trắng kìa, công dây trắng vô mặt kìa dưới nữa rồi lớn rồi. Cái dè không à, rồi cắt cái dè lại đi. Dạ không có gì đâu. Để cho nó ở. Rồi để nó thốt clip cho đứng đi nha. Nào có tiếng quay nè. Thì bây giờ cái buổi trời mới thấy đó, không? Thằng guồng bên cái gì, cặp ngàn đồng nghiệp bên kia nó guồng bên bờ bánh, tiếng guồng bên bờ này, tiếng tới đây tiếng cũng mới phát hiện ở bông giờ tiếng giật tiếng lấy. Nằm sát cái dưới luôn gì, ổ này cũng hơi cũng không có gì là bự lắm. Cái khu này vô nó khô mặt rồi. Khu này bị mấy bông mặt nó dành bông hết rồi. Nó hơi bị khô cái gì. Khu này bị mấy ông mặt nó dành bông hết trơn hay sao mà mặt yếu quá, mặt trắng tươi vậy. Sắp trắng có tiếng bỏ luôn. Khu này sao bông nứt quá trời, đang bông quá trời luôn mà sao khô ta. Ông mặt cũng quá trời, ông mặt không có gì hết. Nó làm nó ăn bông á, nó mặc không lợi mấy ông mặc á. Hồi con đen cho mình. Mình cũng đéo có đúc clip luôn.
Ở đây chắc tại ông mặt nó ăn bông quá nên ông gùi nó dành không có lội quý vị ơi. Nên mặt nó yếu xìu à. Khi nào có tiếng quay nữa nha.